Tôi có mang một món quà đến cho các bạn. Không, thế này nó bị thẳng quá. Anh bể, anh làm như thế này nó bể luôn rồi. Đấy, nó bị vỡ là vỡ ra hết luôn á. Cái gạch này rất là khó, đúng không? Thì thế em mới hỏi xem là có làm được không để quyết. Đúng thiệt là anh là một cô gái rất là lì. Bây giờ cứ em lên sẽ tính này. Thời gian, đúng rồi, em sẽ đi cứ hết cái đoạn dưới này. Anh xem cái hướng giải quyết như thế nó có được không? Mọi thứ nó gọi là tất bật và lộn xộn. Trong ngày thi công hôm nay, tất cả đồ gỗ là chuyển đến cùng một lúc và mọi người chia nhau ra làm, thì cái khoảng thời gian đó nè, mọi thứ lung tung hết, không có thể nào mà sắp xếp đồ một cách là ngay ngắn được. Thì Uyên lúc đó là Uyên cũng hơi bị rối. Ủa mà tủ kín như thế này là cái bàn học nó như nào vậy? Thiết kế kiểu gì vậy? Nhanh rớt xuống. Không kịp nữa. Kịp má, làm giúp em mỗi khu bếp thôi mà. Vòng đi vòng lại mãi không xong được cái việc gì. Giờ hết muốn nói. À, tôi mang đến một món quà. Và món quà này tôi nghĩ nó sẽ giúp cho có thêm cái cảm hứng để mà mình thiết kế cái không gian này. Rồi. Thì em cũng cảm ơn anh. Ôi, có gì cảm ơn. Mình chúc em là thành công. Đón xem tập 14 được phát sóng vào lúc 19:45 ngày 4 tháng 12 năm 2016 trên kênh HTV7.